nữ thần của các cuộc thi. Nhìn là nhận ra ngay. 009. Bây giờ nếu như em mở mũ ra là em sẽ chấp nhận quyết định này. Thôi mở ra đi. Đấy, tự hiểu rồi nhá. Body em mong đợi nãy giờ. Mình là nhận ra ngay. Xin mời kết quả cho thí sinh 1009. Ông mở ra đi cho nhìn thấy sốc. Biết ai luôn á. Thôi mở ra đi. Đấy, tự hiểu rồi nhá. Nữ thần của các cuộc thi. Và bây giờ sẽ là phần biểu quyết cho thí sinh có chiếc bụng đẹp. Như nào? 998 ạ. Em ơi, bây giờ em mở mũ ra thì liệu em sẽ nhận được kết quả như thế nào? Với phần trình diễn vừa rồi của em có chịu được cú sốc này không? Bây giờ nếu như em mở mũ ra là em sẽ chấp nhận quyết định này. Và nếu như em có thể thể hiện để thay đổi quyết định này, em sẽ lựa chọn quyết định của mình. Sẽ mở mũ ra và tiếp tục ban giám khảo và các tốt bạn. Và em chấp nhận kết quả này đúng không? Xin mời em mở mũ và đón nhận kết quả của mình. Và tiếp theo, kết quả của thí sinh 995. Xin mời bạn bỏ mũ. Xin chúc mừng cả hai bạn.